chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, mình quay cho bà con xem về toàn bộ cái bộ combo thuốc bên công ty, xuất xứ từ Nhật. Thì toàn bộ những thuốc này á đều là sinh học hết, nên bà con khỏi lo về cái vấn đề hóa học hiện tại bây giờ. Thì vấn đề sinh học bây giờ hiện tại rất được mọi người yêu chuộng, và tất cả hầu như là mọi người trên thế giới và cũng như là nông dân Việt Nam của chúng ta. Thì với clip này mình quay toàn bộ những sản phẩm về sinh học để cho bà con ai có nhu cầu mà sử dụng thì vui lòng gọi số điện thoại dưới để được tư vấn cụ thể. Thì đối với dòng sinh học thì bên mình có được 5 sản phẩm chuyên đặc trị cho chanh dây, hồ tiêu, cà phê. Thì những loại sản phẩm này thì nó mang lại rất là nhiều cái hiệu quả cho bà con nông dân, nhất là về nấm sâu bệnh, là kích thích ra hoa, ra rễ. Đây là những sản phẩm mình quay rất là rõ để cho bà con xem. Thì một lần nữa thì bà con vui lòng đăng ký kênh để cập nhật những video hay của nông nghiệp ở Tây Nguyên, Đắk Lắk và những dòng sản phẩm để phục vụ cho bà con. Thì ai có nhu cầu thì cứ gọi số điện thoại dưới để được tư vấn và cụ thể hơn về những dòng sản phẩm này. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.